Tí giỏi quá, biết lột vỏ tỏi phù mẹ nữa. À Tí, cha đã tìm được thầy đồ cho con rồi, vài bữa nữa cha dắt con qua xin thầy đồ cho con học nha. Dạ. Giỏi. À nàng nè, nàng có tính mua gì không? Nàng ghi ra hết đi, để ta chạy ra chợ mua cho nàng luôn, nàng khỏi đi tới đi lui mất công nắng nôi nữa. À đúng rồi, ta tính vài bữa nữa ta khai cái mương ở phía trước nhà, để mà chúng ta trữ nước tưới vườn với lại nuôi cá luôn. Cha nói chuyện kỳ vậy mẹ. Cha ơi, sao mẹ buồn quá vậy cha? Nàng à, bây giờ ta thông suốt hết tất cả mọi chuyện rồi, ta không còn khờ nữa. Nàng đừng có buồn, đừng lo lắng quá nha. Khờ nó về. Không những nó về mà mặt mũi nó sáng láng không một vết chày nữa kìa. Trời ơi, sao mình không đi vô tới nơi coi nó là sao? Tôi thấy nó là tôi sững sờ rồi, vô cái gì mà vô. Để em đi qua dò la coi sao rồi em về báo cho mình biết.